Em Thuốc Oro Sài Gòn kính chào anh em. Em giới thiệu anh em một cặp bô. Đây là cặp bô bản Limited Edition ha. Đó là dòng cao cấp nhất của dòng 301 ha. Thì nó có tên là 301 Sanata Limited. Đây là cái bản sản xuất giới hạn thôi. Đây là cái mẫu kỷ niệm của hãng ha. Thì nó được sử dụng một cái thùng đen bóng Biono rất là đẹp. Đây là phần khuôn lưới y căng phía trước nè. Khuôn lưới y căng phía trước rất là đẹp ha. Tem mát logo đầy đủ, lưới không xùi, không rách, không lủng ha. Đây là dính mấy cái lông, cái khăn lông của cái khăn lau. Đấy, hiện trạng thì rất là keng. Thì cặp này thì nó sử dụng một cái thùng vỏ thùng bóng Biono. Đây, phần bên hông ha. Nó rất là bóng ha. Đây phần phía bên hướng chép nè. Đấy. Là phần phía sau thì cặp này đúng đồng cặp anh em ha, đúng led drive và seri. Đây là tổng thể phía sau. Đấy, rất là keng ha. Thì về thông số nè, đây 301 Sanata Limited Edition Speaker nè. Seri của tem đơm nè anh em ha, 543 ha. Và đây là cái led, và đây là cái drive ha. Thì nó được sản xuất tại Made in Canada. Tại Canada nè ha. Thì ở đây là cái dòng bô sản xuất vào năm 1995 mà. Đấy. Cái này cũng vậy nè. Thì đối với đúng cặp led drive thì hai khi chúng ta đặt cho lo xuống thì hai cái vế tem nó sẽ hướng vào nhau ha. Và phần chép cũng vậy. Thì phần chép thì nó sẽ hướng ra nhau. Ví dụ như bên đây là chép hay nằm hướng bên này, còn cặp này là chép hay nằm hướng bên này. Đấy, thì phần lối dây căng nè. Rồi, thùng quách nè. Thùng bóng Vino, thùng liệt lạc rất là đẹp. Điên phần phía dưới của đáy lo thì nó có vài vết xước lông mèo nhẹ nhẹ ha. Còn thùng quách trên dưới và rất là đẹp. Để mở cái dây căng nó rất là bót ha. Đây là phần khung lưới dây căng nè, khung cái bên phần kép nè, nó làm lưới rất là dày và cực kỳ cứng cáp luôn. Và lưới rất là bót, do bên đó người ta sử dụng, người ta cũng rất là ít mở nên nó còn rất là bót ha. Lưới trước nè, rất là đẹp. Đây có cái bên nền tay trái. Đây, khung chân cẳng còn nguyên si rất là đẹp. Rồi, em bật lờ lại anh em xem ha. Đây, tí dơ nè, cho để vô cái thảm nó dơ. Đây, tiếng lò đẹp, mới keng. Đây là gân zin theo lò luôn em ha. Đây, con ốc gác nó còn rất là mới nè. Đây. Cái này cũng vậy nè. Chép nè. Cái bên đây. Đấy. Chép mặt trước nè. Mặt trước phía bên này. Đấy. Thì về chất âm của bô thì những cái cặp này anh em nha, vừa sử dụng nghe nhạc karaoke ha. Quá là tuyệt vời. Thì dòng bô thì sử dụng karaoke thì quá ok rồi ha. Này có thể ghép thêm một cái súp nữa, hoặc là anh em sử dụng một ly cái van, hoặc là những cái dòng âm ly giao qua sẵn thì đánh một cặp này là quá tốt rồi, quá phê. Thì anh em chơi tốt trong không gian từ 20 đến 25 mét vuông, còn anh em chơi không gian lớn hơn thì có thể sử dụng thêm một cái súp ha, hoặc thêm một cặp trả lời nữa thì ok, trong gia đình thì quá là tuyệt vời rồi. Rồi thì đây là phần hình thức tổng thể của cặp bô 301 Sanata Limited Edition nha. Thì giá nó là 18 triệu bao ship toàn quốc ha. Thì lo hiện trạng rất là keng. Đấy, khung lưới thì căng, không lủng lỗ tí tẹo nào cả. Và chân cẳng còn rất là đẹp ha. Lưới là cực kỳ bót luôn, mở rất là sướng tay. Đấy. Rất là keng ha. Rồi bây giờ em sẽ gắn dây vào em mà test cho luôn cho anh em. Dạ rồi, thì em đã gắn dây kết nối vào ha. Thì sẵn dây em kết nối chung với bộ điều bao Inco 508. Rồi mời anh em ha. We'll be right back.
tiếng quá phê quá bén ha. Thì rồi thì con xin kết thúc clip ha, giá 18 triệu cho cặp 301 Sanata Limited. Rồi em xin kính chào anh em.